Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Và bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Vận động những giờ cuối cùng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Phó Tổng thống Harris khẳng định lợi thế đang nghiêng về phía mình và kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. Tại buổi vận động ở thành phố Pittsburgh, bang chiến trường Pennsylvania vào tối ngày 4 tháng 11, Sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định rằng lợi thế đang nghiêng về phía bà. Theo hãng tin Reuters, ngày mai là ngày bầu cử và chúng ta đang có lợi thế, Phó Tổng thống Harris phát biểu. Bà Harris nói thêm, chúng ta phải kết thúc một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta đang đấu tranh cho một nền dân chủ. Tương tự như là các sự kiện trước của Phó Tổng thống Harris trong ngày 4 tháng 11, nữ Phó Tổng thống đã tránh nhắc đến tên cựu Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, bà Harris phát thảo tầm nhìn của bà về việc vượt qua một thập niên chính trị bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và chia rẽ. Sự kiện tại Pittsburgh là điểm dừng chân thứ ba của bà Harris tại bang Pennsylvania vào đêm trước ngày bầu cử. Sau các cuộc vận động ở Princeton và Allentown và trước điểm dừng chân cuối cùng của bà tại thành phố Philadelphia, ông Trump cũng đang vận động loạt địa điểm ở bang Pennsylvania, bao gồm thành phố Pittsburgh. Bầu cử Mỹ năm 2024 chứng kiến nhiều biến động, cả trong các chiến dịch tranh cử lẫn bối cảnh quốc tế. Tháng 11 năm 2022, cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024 tại khu nghỉ dưỡng Malago của ông ở bang Florida. Thời điểm đó, ông Trump phải đối mặt với bốn vụ án hình sự gồm vụ chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, vụ can thiệp bầu cử liên bang, vụ can thiệp bầu cử bang Georgia, và vụ giữ trái phép tài liệu mật. Trong đó, phiên tòa xử vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels kéo dài hơn 6 tuần đã khiến cho ông Trump nặng gánh hai vai. Khi vừa phải hầu tòa, vừa vận động tranh cử. Hồi tháng 5, việc Bộ Thám đoàn Phụ Kiện này kết luận ông Trump phạm tất cả 34 tội danh trong cáo trạng đã khiến cho ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Cụm từ ông Trump có tội tràn ngập trên các trang nhất của báo đài phương Tây như là một đòn giáng mạnh vào thanh thế của ông Trump, khiến cho nhiều cử tri thất vọng và quay sang ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, niềm hy vọng của đảng Dân Chủ đã sụp đổ sau màn thể hiện được đánh giá là tệ hại của ông Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên với ông Trump vào ngày 27 tháng 6. Việc ông Biden, 81 tuổi, nói không ra hơi hay lắp vấp và nói nhầm làm dấy lên nỗi lo rằng ông không đủ sức khỏe để tiếp tục tranh cử do đó nội bộ đảng dân chủ và nhiều nhà tài trợ đã gây áp lực buộc ông Biden phải dừng cuộc đua trong bối cảnh ông Biden bất chấp việc đồng minh không ủng hộ vẫn quyết tâm tranh cử thì ông Trump hút được lượng lớn người ủng hộ sau vụ bị ám sát hụt tại bang chiến trường Pennsylvania khi đang vận động tranh cử vào ngày 13 tháng 7 trong cung cảnh hỗn loạn với vành tay đang chảy máu do một viên đạn bắn sượt tay hình ảnh ông Trump dũng cảm, mạnh mẽ dơ cao nắm đấm, hét lớn, chiến đấu đã đi vào lịch sử và trong lòng cử tri Mỹ. Trong khi liên tiếp các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump sẽ thắng ở hầu hết các bang chiến trường cũng như nội bộ dân chủ ngày càng tăng áp lực, ngày 21 tháng 7, ông Biden tuyên bố dừng tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, một phụ nữ da đen và là người Mỹ gốc Á, thay ông làm ứng viên đảng này. Làn gió mới Harris đã đảo chiều cục diện khi chỉ trong vòng 2 tuần đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân Chủ, nhanh chóng giành tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn ông Trump trong các cuộc thăm dò, kể cả ở những bang chiến trường, và huy động số tiền tài trợ kỷ lục là 971 triệu USD trong 3 tháng, từ tháng 7 đến cuối tháng 9, nhiều hơn 894 triệu USD mà chiến dịch tranh cử ông Trump huy động được kể từ đầu tháng 1 năm 2023. Đến những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, nhiều thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên rất xích sao và rất khó để dự đoán ai là người chiến thắng. Cuộc thăm dò toàn quốc cuối cùng của tờ The New York Times và Siena College công bố hôm 25 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump là bằng nhau 48%. Ở bảy bang chiến trường, các cuộc thăm dò mới, được công bố ngày 29 tháng 10, cũng cho thấy hai ứng cử viên gần như ngang tài ngang sức. Thậm chí trong một số cuộc thăm dò, hai ứng cử viên chỉ cách nhau 1% ở bang Michigan. Arizona và Nevada và tất cả nằm trong biên độ sai số. Ví dụ, ở Arizona, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48% và 47% trong cuộc thăm dò của CNN và SSRS, sai số 4,4%, còn theo thăm dò của Maris thì ông Trump lại dẫn trước với tỷ lệ là 50% và 49%, sai số 3,7%. Mùa bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang phải căng mình đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng và phức tạp trên các khu vực chiến lược, nhất là châu Âu và Trung Đông. Tại châu Âu, cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và vẫn chưa có lối thoát. Nga vẫn đứng vững, trái lại với mong muốn của phương Tây rằng cuộc chiến kéo dài và các lệnh trừng phạt sẽ làm Nga kiệt quệ. Còn Ukraine mở thêm mặt trận mới ở tỉnh Kursk nhưng đang gặp áp lực lớn ở chiến trường miền đông Ukraine. Tính đến ngày 21 tháng 10, Mỹ đã cung cấp hơn 64,1 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2 năm 2022. Còn ở Trung Đông, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza vẫn chưa có hồi kết thì Israel còn đối đầu với các lực lượng khác trong trục kháng chiến do Iran lãnh đạo, bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen. Cạnh đó, gần đây, việc Iran, Israel tấn công trả đũa lẫn nhau khiến trào lửa Trung Đông ngày càng nóng nguy cơ bùng lên cuộc xung đột toàn diện. Với hai cuộc chiến phủ bóng cuộc bầu cử, cử tri Mỹ cho rằng ông Trump có ưu thế hơn bà Harris trong việc lèo lái đất nước vượt qua những biến động này. Theo cuộc thăm dò của tạp chí The Wall Street Journal tại bảy bang chiến trường công bố hôm 12 tháng 10. Trong đó, cuộc chiến ở Trung Đông đã định hình lại tư tưởng cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, vốn từ lâu nhiệt tình ủng hộ Đảng Dân Chủ, khi họ càng ngày càng không chấp nhận sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel gây ra khoảng 43.000 cái chết của người Palestine tại Gaza. Đó là lý do cả ông Trump và bà Harris tích cực giành phiếu của đối tượng cử tri này ở các bang chiến địa trong những tuần cuối cùng vận động tranh cử. Cuộc bầu cử Mỹ 2024 dường như là cuộc bầu cử tốn kém nhất từ trước đến nay, với việc chi tiêu khoảng 15,9 tỷ USD cho tất cả các cuộc đua liên bang, vượt qua mức 15,1 tỷ USD vào năm 2020 theo nhóm phi đảng phái theo dõi chi tiêu bầu cử Open Secrets. Khác với chiến dịch tranh cử tốn kém và kéo dài khoảng 2 năm của Mỹ, chiến dịch tranh cử ở Canada thường kéo dài từ 36 đến 50 ngày. Tổng chi phí vận động tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2021 của Canada chỉ là 69 triệu USD, theo giá hiện tại. Còn ở Anh, tất cả đảng phái của Anh cũng chi tổng cộng 80 triệu USD, theo giá hiện tại, cho các chiến dịch tranh cử của họ trong cuộc bầu cử năm 2019. Còn trong chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần của Anh năm nay, tân Thủ tướng Anh Kay Starmer và Đảng Lao động của ông đã huy động được 12,3 triệu USD trong khi Đảng Bảo thủ của cựu Thủ tướng Rishi Sunak chỉ huy động được 2,5 triệu USD, theo tờ The Wall Street Journal. Ngược lại, Phó Tổng thống Kamala Harris đã huy động được 300 triệu USD trong hai tuần đầu tiên kể từ khi thay Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Hiện tại, bà Harris đã huy động được gần 1 tỷ USD. Tối ngày 4 tháng 11, tức sáng ngày 5 tháng 11 giờ Việt Nam, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã có buổi vận động tranh cử tại thành phố Pittsburgh, bang chiến trường Pennsylvania, một ngày trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra, theo hãng tin Reuters. Mặc dù sự kiện ở Pittsburgh không phải là cuộc vận động cuối cùng của ông Trump, nhưng các trợ lý của cựu tổng thống nói rằng Bài phát biểu tại Pittsburgh là thông điệp kết thúc mà ông Trump muốn gửi đến người dân Mỹ, đài CNN đưa tin. Tại buổi vận động ở Pittsburgh, ông Trump chế giễu các buổi vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris có sự tham gia của những người nổi tiếng. Chúng ta không cần một ngôi sao bởi vì chúng ta có chính sách. Chúng ta đã chờ đợi 4 năm cho điều này, ông Trump nói. Cựu Tổng thống đề cập các chủ đề kinh tế, nói rằng bà Harris sẽ chỉ mang lại sự khốn khổ nếu được bầu làm Tổng thống một phiếu bầu cho trump có nghĩa là hàng tạp hóa của bạn sẽ rẻ hơn tiền lương của bạn sẽ cao hơn đường phố của bạn sẽ an toàn hơn cộng đồng của bạn sẽ giàu có hơn và tương lai của bạn sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết ông trump phát biểu ông trump kêu gọi những người ủng hộ tại pittsburgh hãy đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mỹ chúng ta phải chiến thắng điều duy nhất tôi yêu cầu là bạn hãy đi bỏ phiếu bạn phải đi bỏ phiếu và chúng ta sẽ đánh bại họ cựu tổng thống kêu gọi Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhắc lại vụ ông bị ám sát hồi tháng 7 tại bang Pennsylvania. Nhiều người nói rằng Chúa đã cứu tôi để cứu nước Mỹ, và với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh phi thường đó. Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành và chúng ta sẽ cứu đất nước của chúng ta, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Trump cũng cho biết, ông sẽ khôi phục nền hòa bình trên thế giới nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, và chỉ trích cách đối thủ xử lý các vấn đề, bao gồm vấn đề nhập cư, theo tờ USA Today. Ông Trump và bà Harris đều đang vận động tại Pennsylvania, được coi là ban chiến trường quan trọng nhất trong cuộc bầu cử Mỹ vào những giờ cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.